Xin chào cả nhà nha. Chả là chưa bao giờ hết hot cả. Ra Tết khách hàng đặt rất là nhiều này cả nhà. Này chăm sóc sức khỏe rất là tốt ạ. Từ trẻ nhỏ cho đến người già trái rất là ngon này. Đó. Từ trẻ nhỏ đến người già đều dùng được tốt nha. Và các loại trái cây như là táo đỏ này, kỳ tự đó, và mơ, mận, sấy đều có hết nha. Các loại hạt dinh dưỡng như hạt điều này, hạt dẻ này, mắc ca, hạnh nhân, hạt thông, sung sấy này, ngũ cốc nguyên hạt này, gồm có các loại thảo dược như là dầu gội này, kem chống nắng, da vệ sinh, hôi nách, hôi chân, kem bôi da, serum này. Đó, đây là những dòng tự nhiên thiên nhiên nhé. Anh chị em nào chúng ta mà mong muốn cho bản thân mình với gia đình của mình có sức khỏe tốt bằng tự nhiên thiên nhiên thì inbox công ty Halinus nhé. Công ty em Hạnh thì đã phân phối những dòng này từ trên 7 năm nay rồi. Anh chị em nào chúng ta mà muốn kết hợp làm nhà phân phối đại lý hãy inbox công ty nhé, 0986573202, nhanh nhất Zalo để tư vấn hướng dẫn nha cả nhà.